hôm nay tớ được mua xe đạp mới hả? Xin mời bạn đi đi. Quá. Xinh thế nhỉ, màu 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 áo này là hợp với màu xe. Đeo đây con này. Em không nhìn đường à? Em đạp xe đi. Chị trèo được. Nhìn đường quá này. Đi xem nào. Nhìn đường đi xem, nhìn đường. Đi à? Bố về. Xe đạp để đi. Nhưng mà tớ chưa biết đi. Bố chả thấy tớ đi gì cả. Em đi giỏi quá. Đừng cho chân vào bánh xe.
cười nữa thì con này từ đấy những con bước qua nó chết con là được đấy. Bước chân qua bên này đơn giản mà, từ từ đã, con này bố mẹ ủi chị chưa đi đã ngồi thì ngã ra chưa, ngã nguy hiểm. Johnny, eating sugar, telling lies, open your mouth. Johnny, eating sugar, telling lies, open your mouth. Darling. Johnny, eating sugar. Bạn hái hoa, ủa hoa đẹp thế nhỉ? Ui, sao còn nhiều hoa đẹp đây? Hoa màu gì nhỉ? Mừng em đã bị ngã. Bắt cơ này hoa tặng ai đấy? Là các bạn này. Hoa đẹp. Hoa trắng, cánh hoa màu trắng còn mỹ hoa màu trắng.
tên là hoa xuyến chì. Đấy, đẹp chưa? Dã ngoại của bông hoa đẹp chưa? Đừng cho mồm nhá, cầm đấy nhá, hoa đừng cho mồm đâu. Chưa hái được nhiều chưa? Bây giờ vẫn chưa được cái gì cơ. Thôi, cẩn thận. Lấy cái hàng xuống hẳn đây cho rộng.